Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, và ngay lúc này đây thì tôi đang có mặt tại một khu đô thị ở Hà Nội các bạn nhé, để mua một chiếc xe Toyota Wigo đây các bạn ạ. Đấy, tôi quay lại trực tiếp cho quý vị các bạn thấy được là chiếc xe mà chúng tôi đang mua đây ạ. Rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Và để cho quý vị các bạn thấy được là tất cả nó còn nguyên bản mà chúng tôi đang mua. Đấy, chiếc xe này là Toyota Wigo phiên bản 1.2G các bạn nhé, biển Hà Nội rồi này. Chiếc xe được sản xuất năm 2019, biển Hà Nội, và lăn bánh đúng 4 vạn km các bạn ạ. Chủ xe vừa với bảo dưỡng mức 4 vạn ở trong hãng luôn. Chiếc xe này là full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng luôn các bạn nhé. Cam kết với quý vị các bạn là còn nguyên bản này. Và rất là đẹp đây này các bạn này. Tất cả dàn lốp là còn nguyên bản hết luôn. Lốp sơ cua còn chưa hạ cơ các bạn nhé. Phiên bản 1.2G là phiên bản số tự động. Đấy, chiếc xe này là tôi vừa với video này là tôi đang quay là đang mua tại chủ xe đây này các bạn này, tại nhà chủ xe đây các bạn nhé. Là tôi mua là tôi quay lại luôn để cho quý vị các bạn thấy được là chiếc xe tôi mua nó nguyên bản, tôi về tôi không phải làm cái gì và không tua đồng hồ quý vị và các bạn nhé. Đấy, 30F70781, cái biển số này thì mua về là tôi sẽ làm thủ tục thu hồi biển số luôn, cho nên là quý vị các bạn nào đừng quan tâm đến cái biển nữa nhé. Bây giờ mua xe cũ không còn quan tâm đến biển nữa rồi, về cái là bấm biển mới. Nếu ai có biển định danh rồi mà chưa có xe, đang trống biển thì sẽ dùng cái biển định danh đó các bạn nhé. Đấy, phiên bản này là phiên bản 1.2G số tự động các bạn ạ. Rất là đẹp luôn các bạn ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2019 và cái lốp, toàn bộ cái dàn lốp còn nguyên bản đấy ạ. Lốp là 2018 đấy ạ. Lốp sản xuất cuối năm 2018 các bạn nhé. Lốp sản xuất tuần thứ 50, tức là cuối năm 2018. Và chiếc xe được sản xuất là năm 2019, đăng ký tháng 4 năm 2019, biển Hà Nội các bạn ạ. Cam kết với quý vị các bạn về chiếc xe này là không tai nạn, không ngập nước, tất cả là còn nguyên bản. Nguyên bản từ đồng hồ công tơ mét các bạn ạ. Đấy, chiếc xe rất là mới, rất là đẹp như này đây ạ. Màu đỏ quý vị các bạn nhé, phiên bản 1.2, phiên bản này là phiên bản G. Cho nên là xe được trang bị đầy đủ rồi, gương chiếu hậu gập điện, tích hợp xi nhan trên gương, đèn pha bi xenon, đầy đủ hết luôn các bạn ạ. Và cái động cơ này thì các bạn thấy đây ạ, động cơ 1.2 và còn nguyên bản này. Chủ xe vừa với bảo dưỡng chứ cũng không có dọn máy đâu các bạn nhé. Mà rất đẹp như này rồi đây các bạn này. Tất cả từ máy móc này, mặt ca lăng này, đèn đóm này còn nguyên bản, chưa có bị xước sát, chưa có bị đâm đụng, chưa có bị nứt vỡ gì cả các bạn ạ. Đấy, và sơn zin nguyên bản của xe cũng còn rất là nhiều các bạn ạ. Chiếc xe này thì của một bạn thanh niên các bạn nhé. Chủ xe là một bạn thanh niên. Đấy, và mức tiêu thụ nhiên liệu thì cũng rất là tiết kiệm, chỉ 5,3 lít cho 100 km thôi các bạn ạ. Chỉ hơn chiếc xe Honda SH một chút thôi quý vị các bạn nhé. Chiếc xe này thì chủ xe là một cậu thanh niên, cậu cũng rất là ít đi. Cậu chia sẻ là em mua chiếc xe này thì cũng chỉ để đưa đón 3 đứa trẻ con như em đi học thôi. Nhà cậu ấy có 3 đứa trẻ con, 3 bạn nhỏ, sáng đưa đi học cách trường cách nhà có khoảng 2 km thôi, và chiều lại đón, chứ còn cậu đi làm, cậu bảo em đi làm thì em làm gần nhà cho nên là cũng không phải đi đến xe. Đấy, cho nên là xe lúc nào cũng để trong cái tầng hầm của tòa chung cư vừa rồi kìa. Đấy các bạn nhá, đây toàn bộ về cái phần nội thất đây, táp bi cánh cửa này, toàn bộ táp lô này, bản G xe đã được có được màn hình và camera lùi đầy đủ rồi, nội thất ghế da rồi các bạn nhá, rất là đẹp đây ạ. Đấy, chủ xe đồ còn chưa dọn ra đây này. Đấy, chúng tôi còn đang làm việc ở bên ngoài với chủ xe đây, chủ xe đang ở bên ngoài các bạn nhá, còn đang làm việc cái việc giá cả với lại thủ tục bàn giao xe. Đấy, toàn bộ đồ xe là chủ xe còn đang chưa dọn ra. Tôi quay qua để cho quý vị các bạn thấy được là chiếc xe này nó rất là đẹp và nó nguyên bản. Chúng tôi mua như thế nào là về chúng tôi bán như thế đó các bạn nhé, chứ không có phải làm lại đâu. Nhiều người quan điểm là xe về cửa hàng là sẽ bị mông má. Đây còn nguyên bản này, những cái ni lông trong xe này còn chưa bóc được các bạn này. Đấy, những cái tấm chắn nóng của ni lông còn chưa bóc được. Phải nói là chủ xe rất là cẩn thận luôn các bạn ạ. Đấy, rất là đẹp như này đây. Cụm đèn hậu cũng chưa có bị xước sát gì cả. Bây giờ tôi sẽ mở cái cốp này lên. À, cốp thì lại phải mở đằng trước cơ. Đấy, bây giờ tôi sẽ mở cốp ra để cho quý vị các bạn xem nhé. Đây, ni lông còn chưa bóc này. Ni lông của cái tấm chắn nóng này còn chưa bóc này các bạn này. Đấy, ni lông còn nguyên này. Toàn bộ vô lăng cần số các thứ này. Đây, đồng hồ công tơ mét đây các bạn này. Đồng hồ công tơ mét là 4 vạn các bạn nhé. 4 vạn. Đấy, 4 vạn 214 km. Cái này là
Quý vị các bạn ạ, cái đồng hồ chúng tôi cam kết là chuẩn đây này, đang quay tại nhà chủ xe cho nên quý bạn có thể yên tâm luôn nhé. Đây, và cái vừa với bảo hành bảo dưỡng tại nhà chủ xe đấy ạ. Đấy, cái giấy bảo hành bảo dưỡng mức 4 vạn còn nguyên đấy, full lịch sử bảo dưỡng ở trong hãng luôn các bạn nhé. Đấy, chụp lại cái giấy này lên các bạn xem nhé, rất là đẹp luôn. Và đây là cái tem của nhà sản xuất này, chiếc xe được sản xuất năm 2019 luôn các bạn nhé. Đấy, toàn bộ ốc bản lề, cánh cửa các thứ là còn nguyên bản hết luôn các bạn ạ, rất là đẹp này. Toàn bộ từ tabi, tablo, vô lăng, cần số đều rất là mới luôn các bạn nhé. Xe thì rất là đẹp rồi, không có gì phải bàn về chất lượng nữa, quan trọng là cái giá thôi. Giá thì chiếc xe này thì chúng tôi đang dự kiến bán với giá là 288 triệu các bạn nhé. Đấy, chúng tôi mua thì thấp hơn cái giá này một chút, và bây giờ chúng tôi về chúng tôi bán cao hơn một chút để lấy công và chi phí vốn, đây là 288 triệu. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn, vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Và đây là cái phần cốp sau của chiếc xe đây các bạn nhé. Cốp sau này, toàn bộ từ ốc cốp sau đến keo chỉ cốp sau đây ạ. Đấy, ốc cốp sau này, keo chỉ cốp sau còn nguyên bản luôn này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả này. Và đồ của chủ xe còn đầy ở trong cốp đấy ạ, chưa có dọn ra các bạn nhé. Cái lốp sơ cua này là cũng còn mới tinh nguyên bản, chưa sửa chữa, hạ lốp đâu các bạn nhé. Lốp sơ cua nguyên bản, chưa hạ, chưa dùng. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Một chiếc xe Toyota Wigo phiên bản 1.2G sản xuất năm 2019, giá chỉ 288 triệu đồng thôi các bạn nhé. Xe thì biển Hà Nội rồi, xe dân rồi, cam kết với quý vị và các bạn là xe không tai nạn và không chạy dịch vụ các bạn nhé. Dòng xe này ở ngoài thị trường cũng rất là nhiều xe chạy dịch vụ quý vị và các bạn nhé. Cho nên là quý vị các bạn mua xe thì quan tâm về cái chất lượng nhiều hơn nhá. Những chiếc xe chạy dịch vụ thì người ta sẽ chạy rất là nhiều rồi. Còn chiếc xe này là gia đình sử dụng và lại chạy ít, cho nên là đúng 4 vạn km thôi. 2019 tính ra là 4 năm, mỗi năm chạy có 1 vạn km thôi các bạn nhá. Đấy, rất là đẹp luôn này. Toàn bộ từ động cơ mới lại nội thất các thứ là còn nguyên bản. Chúng tôi chưa có làm bất cứ một cái gì cả các bạn ạ. Đấy, tôi quay cái video này để thể hiện được rằng chiếc xe nó còn nguyên bản các bạn ạ. Vậy thì quý vị các bạn nào mà quan tâm thì hãy liên hệ sớm các bạn nhé. Và xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.